Hôm nay chúng ta học bài 2 phần 1 là giới thiệu về phần mềm AutoCAD, chức năng và một số phím cơ bản. Đầu tiên là mình giới thiệu về giao diện phần mềm AutoCAD. Thì nó sẽ có các thành phần chính như sau. Đó là thân tiêu đề. Mình sẽ vào mục bắt đầu này, khi mình khởi động start mạng này. Đây là cái bài mà mình đã làm sẵn trước đó rồi. Mình kích vào nút dấu cộng này để tạo một bản vẽ mới này. Rồi đầu tiên mình giới thiệu về thân tiêu đề. Thân tiêu đề là thân ở trên cùng ở trên này. Và thân tiêu đề là thân chứa cả cái lần New, tạo một bản vẽ mới, Open một bản vẽ đã tồn tại, Save cái bản vẽ hiện tại của mình, Save As là lưu bản vẽ thân là một tên khác, lần In bản vẽ ra, lần undo là quay lại thao tác trước đó, redo là lần đi tiếp với thao tác mà vừa rồi mình đã quay lại. Và ở đây là giao diện workspace, không gian làm việc của mình. Thì ở đây là có các không gian làm việc như 3D basics, 3D modeling, draft annotation là nó có sự phối hợp của AutoCAD 2014 này, 3D modeling của 2014, 3D basics của 2014. Và hiện tại thì mình chọn là AutoCAD Classic Migrate from AutoCAD 2014, tức là mình sẽ chọn là giao diện cổ điển của 2014. Thì ngoài ra thì tại thân tiêu đề này là gồm có cả cái cửa sổ Customize Quick Access Toolbar, là có cả cái thân phần mà mình chưa hiện ở trên này, như là Match Property, Best Plot, Plot Preview, Property Success Manager. Thì những cái phần này là mình ít sử dụng nên mình không cho hiện ra. Hiện càng nhiều thì mất công bản vẽ mình càng nhiều và càng rầm rà. Và bên cạnh này có các cái thân như là để mình gõ từ khóa tìm kiếm này, mình có thể ẩn đi này. Rồi là các công cụ đăng nhập online như ở phần Start ấy, Sign In ấy. Này, để như phần mà đăng nhập online của mình là Sign In 360 độ là ở đây. Là cái mục này của mục Start này, người ta đưa ở lên trên này này. Hoặc là công cụ tìm kiếm online là Search này, tìm được khóa này được đặt ở trên này này. Và mình muốn truy cập nhân vào cửa sổ lần thì mình click here ở đây, mục Help này, truy cập nhân ở đây này, đây chính là Help. Click here to access the Help, tức là click ở đây để truy cập nhân vào công cụ Help. Rồi mình qua lại bản vẽ. Tiếp theo là mình giới thiệu về thân menu. Thân menu ở đây là gồm có các cái thân thứ hai, thân giữa thân tiêu đề này, đó là thân chứa các cái tổ hợp các cái nhóm lần như File, Edit, View, Insert, Format, Draw, Dimension, vân vân. Thì ở mỗi tab này thì mình sẽ có những sự lựa chọn riêng. Thì ở mục File thì thường cũng có một số sự lựa chọn ở thân tiêu đề như New, Open, Save, Save As, vân vân, đúng không? Ở mục Edit này là mục chỉnh sửa, cắt, dán, copy đường dẫn, đường link, rồi dán một block, xóa, lựa chọn đối tượng. Và mục View này là mục để mình zoom, phóng to, thu nhỏ bản vẽ và một số lần khác thì trong thông thường thì mình dùng lần zoom, phóng to, thu nhỏ. Insert là chèn đối tượng, chèn kiểu block, chèn đối tượng dạng block. Thì sau này mình sẽ có bài hướng dẫn về việc chèn đối tượng là dùng lần block này. Format là định dạng của layer, công cụ layer, quản lý layer. Rồi là layer type, màu sắc. Layer type là kiểu đường, layway là độ đậm nét của đường, transparent là độ trong suốt và nạn, vân vân. Dimension vân vân, rất là nhiều công cụ. Ở tool này cũng vậy, ở workspace này, không gian làm việc này. Tương tự, đối với các cái phần này thì mình sẽ có những bài học và tìm hiểu chi tiết sau. Tiếp theo là thân công cụ, là thân công cụ. Tiếp theo là thân công cụ thì
Đây là thân ở dưới này này. Thân mà chữa cả cái tổ hợp lần dimension thì ở đây là chưa hiện. Mình sẽ kết chuột phải này. Kết chuột phải ở vùng trọng ở bên ngoài này, mình sẽ chọn các thân con cù như là draw thì có các thân mình chọn rồi này, draw có rồi này, draw order rồi, layer rồi, modify rồi, property rồi. Rồi có thân dimension mình chưa chọn. Đây, đây là các thân con cù. Đối với mỗi nhóm thân con cù này thì sẽ chữa các cái nhóm lần. Tiếp theo là vùng vẽ. Ở vùng vẽ chính là khoảng không gian này mình thực hiện vẽ đối tượng. Thì ngoài ra cái màu sắc của vùng vẽ này mình có thể thay đổi. Như mình vào OP Enter này. Mình dùng lần tắt OP nhé, xuất hiện hộp thoại Option này. Thì mình muốn thay đổi màu sắc chẳng hạn thì mình vào Display. Này, mình thể hiện ở đây là Display File Type. Tại cần mục này thì có mục Color này. Thì hiện tại là nội dung làm việc mình ở không gian 2D. Giao diện làm việc là Uniform Background và màu sắc của mình là màu đen. Mình có thể chỉnh thành màu xanh chẳng hạn. Thì ở đây tự động cho mình xem ở mục Preview này. Thì thông thường thì mình thường chọn không gian làm việc là màu đen. Apply. Cancel đây. Tiếp theo là mình giới thiệu về cửa sổ lần. Thì cửa sổ lần chính là Common Window. Là ở đây chính là cửa sổ lần Common Window. Ở đây thì mình có thể đến bất kỳ các cái dòng lần nào. Ví dụ mình muốn truy cập vào cửa sổ Option thì mình OP Enter. Thì nó xuất hiện cửa sổ Option đấy. Thì mình thể hiện dòng nhau lần ở đây. Và ở đây nó Command mình là OP Option. Tiếp theo là con trỏ chuột. Đây, con trỏ chuột này là phần để mình thực hiện để thể hiện vị trí tọa độ của điểm mà mình cần xác định. Thì ngoài ra mình có thể thay đổi con trỏ chuột, mình cũng vào mục Option là OP Enter. Và mục Selection này mình có thể thay đổi là Pick Box Size này này, hộp vuông vuông của con trỏ chuột nha. Hoặc ở Display này mình thể hiện là Cross Hair Size là kích thước cái sợi dây của con trỏ chuột đấy. Mình chọn 100% nha. Apply. Ok. Thì con trỏ chuột của mình này. Hộp Pick Box là như mình chọn này. Nhưng mà sợi dây là 100% này. Nó kéo dài tự theo phương dọc và phương ngang đó nha. Tiếp theo là mình hướng dẫn về thân trạng thái. Thân trạng thái là thân dưới cùng này ở đây. Thân thể hiện cả cái thuộc tính này. Thì mình kích ở bên Customization này. Thì ở đây có các thuộc tính mà mình đã lựa chọn trên thân trạng thái. Thì thân trạng thái là chứa đựng cả cái thuộc tính như thế này. Thì sau này mình sẽ có cả cái bài hướng dẫn chi tiết về cả cái thuộc tính lên thân trạng thái này và những thuộc tính này có chức năng và cách sử dụng như thế nào. Tiếp theo mình giới thiệu về chức năng của một số phím cơ bản. Như để mở một bản vẽ mới thì mình vào File chọn New hoặc bấm Ctrl N. Mình vào File chọn New hoặc là mình dùng phím tắt Ctrl N thì nó có gợi ý đây, Ctrl N bên ngoài này. Mở một bản vẽ mới thì mình dùng lần Open hoặc là mình dùng phím tắt là Ctrl O. Rồi Save thì mình dùng Ctrl S. Save S thì Ctrl Shift cộng S. Hoặc là In thì là Ctrl P. Ngoài ra mình muốn động bản vẽ thì mình vào File chọn Exit hoặc là Alter Apple. Mình vào File chọn Exit. Đây, exit ở cuối cùng này. Hoặc mình dùng Alt F4 chuyển qua lại giữa các bản vẽ thì mình dùng Ctrl Tab.
Ví dụ ở đây là mình đang dùng hai bản vẽ tạo mạng một drawing 2 thì mình dùng Ctrl Tab. Đó, mình chuyển đổi giữa mục Start này, tạo mạng này và tiếp tục là qua drawing 2. Đó là dùng phím Ctrl Tab. Còn chuyển qua lại giữa các chương trình làm việc thì Ctrl Tab. À, thì ở đây mình có những chương trình làm việc như là phần mềm The Kai M Player này, AutoCAD này, CamStudy Studio này, phần 1 này, đề cương của hoặc là Word, Excel và phần mềm quay video thì mình sẽ chuyển đổi này. Mình dùng Ctrl Tab. Đây, kim kit nhận Ctrl thì xuất hiện là cả cái cửa sổ làm việc của mình ở ngoài này này. Và như thế là mình cứ nhấn tab thì nó sẽ di chuyển đến cả cái cửa sổ làm việc tương ứng. Và mình có thể truy cập nhấn vào cửa sổ mà mình muốn truy cập. Thì ngoài ra là trong cái giao diện của phần mềm AutoCAD này là có một số giao diện khác nữa. Như là giao diện của thể hiện là VCAPCF là tọa độ làm việc 2D, 3D ở đây này. Rồi là trục, hệ trục tọa độ này. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu xong cho các bạn về các cái giao diện đơn giản của phần mềm AutoCAD và chức năng và một số phím.